Rồi, hello anh em nha. Bây giờ là trưa ngày thứ ba, em tiếp tục lên sóng vài món nha anh em. Đó, đầu tiên là bộ đầu lòng dên cúp 50 nha anh em. Có đầy đủ là bốn đũa, sên cam, bánh xe lòng đầy đủ. Không có bốn đầu nha anh em. Đó, bộ này còn lại như đây em bán là 1,3 triệu nha anh em. Ốc chân lòng nè, ốc bánh xe cam đầy đủ nha anh em. Đó, tông cũng còn khá đẹp nha anh em. Bao im bao khói nha, đó đầy đủ. 1,3 triệu nha anh em, gắn 81 86 được hết nha. Anh em về vô 81 86 là ok hết nha, không có chuyện gì hết nha. Không đề hoặc là có đề đều xài chung được. Đó, trái là ít tăng đa có không, bao im bao khói 1,3 triệu. Rồi một cây giò đạp tuyệt đẹp luôn. Giò đạp này là 400 nha anh em, xuất sắc. Đó, này thì xài cho bô không dĩ nha anh em. Cúp tâm 81 86 gì tùy anh em nha, 400 tuyệt đẹp. Rồi bốn cọng dây đờ cao 93 đổ lên nha anh em. Bốn cọng dây này là 400. Đèn vuông đèn tròn xài ok hết nha. Rồi hai cái nắp hậu rin, bộ lộn hai cái nắp xi nhan rin. Có luôn ron, hai cái nắp này là 400, không nứt bể gì hết nha. Nắp đúng hàng rin theo xe, không nứt bể, 400. Rồi một cái mặt nạ. Mặt nạ này là 400 nha anh em. Sơn rin nó có hơi bị lỗi lỗi trên đây, lên xe thì cũng rất là khó thấy nha anh em. 400 cho anh em về hoặc lấy phôi sơn lại. Rồi một cái chống rin, sơn rin, đế là còn ok, đế chưa có bị mòn, đế còn rất là ok. Ngay đây có một tí xíu nha anh em. Đó, anh em về đắp lại xài hoặc để đi cũng được, tại vì này nó nằm ở trong mình không thể nào thấy được luôn. Cốt rin nó cái này là 200, giá quá rẻ nha anh em, vô xe hết bài luôn. Vô xe bán hoặc là xe, nếu mà xe bán thì khỏi hàng, hết anh em về giá là thôi. Rồi một cặp niền, niền này niền Union Dash 95 tháng 11 năm 95, hai cái Sirin hết nha anh em, hai cái đều 1,2 hết nha, trùng khoáng trùng năm nha. Hai cái này em bán là 900 nha, bên trong là bao đẹp không một lũng, 900 nha anh em. Rồi anh em có nhu cầu alo em nha.